Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng gặp lại Lâm Thanh Thừa, một người đã có nhiều tập truyện ngắn ở trên kênh chúng ta rất là hay, mang màu sắc hài hước, dí dỏm. Gần đây nhất chúng ta có số đề ma quỷ của Lâm Thanh Thừa. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện ngắn có tựa đề Thầy Pháp Trừ Họa Kê Tinh. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Trả đi con, cố lên, tráng lên con. Hay lắm Bạch Kê. Đúng rồi, nhảy lên, đã gãy cổ nó đi. Con gà trắng liền nhảy bổ lên cao, rồi tung một đòn cửa chí mạng vào con gà chọi đối thủ mà hạ gục. Mấy sư kê và người mua độ bu xung quanh liền ồ lên đồng thanh, tỏ ra vẻ thích thú. Trái ngược hoàn toàn so với gương mặt đang đỏ bừng lên vì tức giận của ông Hào, chủ của con gà chọi đang nằm chết sải lai dưới đất. Thằng Toản bước vào bên trong chuồng, ẵm con Bạch Kê của mình lên, vuốt ve nâng niu xong, đi đến gần chỗ ông Hào, giọng điệu kênh kiệu. Ơi, lại thắng nữa rồi Bạch Kê ơi. Đây là trận thứ tư trong tháng rồi đó. Triết rồi không biết kiếm đối thủ cho mày đâu nữa. Nghe nó khoe khoang, ông Hào tức tối lắm, tay nắm chặt vào thanh chắn của trường kê mà nghiến chặt răng. Thấy nét mặt của ổng, thằng Toản mới nhếch mép nói. Tiền độ bữa nay 2 triệu, chú coi chung cho tôi đi, rồi vô trong lụm xác con gà gì nấu cháo ăn để uống á. Ông Hào thở ra một hơi nặng trịch, luồn tay vô trong túi, móc ra 2 triệu đưa cho thằng Toản. Đá xong trận gà, mọi người không còn kèo cáp gì nữa, nên cũng bắt đầu giải tán ai về nhà nấy. Còn riêng ông Hào vẫn đứng chết chân một lúc ngoài chỗ trường kê, nhìn xác con gà chọi mình bỏ công nuôi nấng mấy tháng nay, bây giờ nằm chết dưới đất mà lòng ông thấy không cam tâm. Cũng chẳng phải do ông tiếc thương tình cảm gì con gà đâu, mà chỉ tiếc số tiền mua thức ăn rồi chăm sóc bấy lâu. Tưởng rằng hôm nay nó sẽ đá thắng để bù đắp lại số tiền nuôi dưỡng đó, mà nào ngờ đâu mới vô được có vài đòn đã nằm chết ngắt rồi, làm ông mất trắng 2 triệu vào tay thằng Toản. Ông quay mặt bỏ đi, cũng chẳng thèm nhặt xác con gà về. Bây giờ tâm trạng của ông không có chút vui vẻ gì. Trận này đã là chầu thua thứ 5 liên tiếp của ổng, bay hơn 20 triệu trong nhà. Nghĩ đến cái cảnh phải bỏ tiền ra mua con gà mới, rồi bỏ công sức ra chăm bẩm vài tháng mới đem đi đá được, mà cũng chẳng biết liệu có gỡ được hay không, hay lại tiếp tục bỏ công vô ích như ngày hôm nay. Ông Hào thở dài một hơi, bước đi lững thững về nhà trong sự chán chường. Lâu lâu có vài người hàng xóm đi ngang cười cười chào, nhưng ông không bận tâm đáp lại. Cho đến khi đi ngang qua một bụi tre già mọc sát mép sông, thì ông Hào mới dừng chân lại, do nghe thấy âm thanh sột soạt gì đó lớn lắm. Ông tò mò đưa mắt vào trong. Mặc dù hiện tại đang là 10 giờ sáng, nhưng bên trong bụi tre già khá rậm rạp, phải để ý kỹ lắm mới nhìn thấy được phía bên trong. Sau một lúc ngắm nghía, ánh nhìn của ông chạm vào thứ gì đó giống như hai cái chấm đỏ đang phát sáng ở giữa cái bụi tùm. Ông Hào cẩn thận bước tới gần bụi tre, tay lụm một khúc cây khô đưa vào bên trong mà quẹt quẹt mấy cái, như thể đang muốn xem thử rốt cuộc thứ đang mắc kẹt bên trong là thứ gì. Tầm vài phút sau, một tiếng ọ kéo dài chừng 3-4 giây vang lên, làm ông khẽ giật mình lùi lại mấy bước. Từ bên trong cái khe đang bị mấy cây tre già chắn lại, một cái đầu con gà thình lình ngóc lên cái bặt. Ông Hào hơi ngạc nhiên, bởi nãy giờ cứ nghĩ thứ đang mắc kẹt bên trong là con chuột hay con trắng gì đó, chứ không hề nghĩ là gà.
Khi đã giải đáp được tò mò rồi thì ông đứng dậy định tiếp tục đi về nhà. Nhưng chỉ mới được có mấy bước, ông đứng im lặng suy nghĩ một lúc rồi quay trở lại bụi tre, nhìn tỏ ra vẻ đắn đo. Con gà này có ai vậy cả? Gà người ta nuôi hay là gà quan? Nếu là gà nhà người ta nuôi thì sao lại ở đây? Còn nếu... Ông lấy tay xoa xoa lên môi mình, rồi nhìn ngó nghiêng xung quanh, tìm một chỗ gần để trốn vô, quan sát vị trí của cái bụi tre. Suốt khoảng thời gian hơn 20 phút đồng hồ trôi qua, ông đếm nhẩm được có hơn 10 người trong xóm đi ngang chỗ này. Nhưng hình như không ai trong số họ phát hiện ra được đang có một con gà ở đây. Ông trốn thêm một chút nữa, chắc nịch cho đến khi không còn ai đi ngang, mới vội vàng chạy tới, gỡ đám tre rậm rạp đang che khuất con gà mà cứu nó ra. Khi đã giải cứu thành công, ông Hào một tay dệt mồ hôi trên trán, tay còn lại ôm chặt con gà. Đôi mắt tỏ ra có chút ngạc nhiên với con vật đang ở trước mặt mình. Còn chưa kịp mân mê cho kỹ thì từ phía sau lưng đằng xa xa, ông Hào nghe thấy tiếng cười nói của vài người đang chuẩn bị đi đến. Ông liền hoảng hốt, nhanh chóng ôm con gà bỏ chạy một mạch về nhà, sợ rằng có ai đó sẽ đến và đòi lại thì tiếc hùi hụi. Về đến nhà, ông Hào ngồi lên cái chõng ở nhà trước, tay không ngừng vuốt ve con gà có ngoại hình kỳ lạ. Cặp mắt của nó vô cùng dữ tợn, khi nhìn vào thì một cảm giác lạnh sống lưng liền sọc ngang rồi biến mất. Bộ lông phủ màu đen tuyền huyền bí bao trọn cả cơ thể con gà. Mặc dù có kinh nghiệm chơi gà cũng khá năm, nhưng ông cũng không biết loại gà này thuộc loại gì, bởi chưa từng gặp bao giờ, chỉ có thể nhận ra nó là con trống. Có một điều khá đặc biệt, khi ông Hào thử giơ đôi cánh nó ra, cảm giác khá to và nặng, gần giống mấy con đại bàng nuôi hơn là gà. Còn về phần chân, ông sờ vào nắng ná một lúc, liền mê mẩn bởi cặp cựa nhọn quắc. Bình thường mấy con gà đá, trước khi đem đi đá, chủ của bọn chúng thường gắn cựa sắt vào chân cho dễ đâm. Còn riêng con gà trong tay ông Hào thì khỏi cần, bởi cái cựa của nó trông có vẻ còn chiến hơn cả cựa sắt nữa. Bận mãi mê với con gà, ông Hào không nhận ra con gái cùng với vợ mình đang bước lên từ phía sân sau. Trông thấy ông đã về, bà lên tiếng than trách. Suốt ngày cứ đá gà đá bọng, tôi không hiểu nổi nó đem lại lợi ích được cái gì cho cái nhà này mà ông mê dữ vậy. Nghe tiếng vợ, ông Hào quay sang liếc một cái, giọng nói hụt hặc. Trước khi bà nói câu đó đó, thì nên nhớ cho kỹ lại. Nếu như cái lúc bà mang bầu con Linh cho tới lúc đi đẻ, tôi mà không đá gà có tiền lo viện phí, thì giờ này bà nghĩ bà còn ngồi được ở đây sao? Ông nói vậy cũng được hả? Mà lần nào tôi nói tới là ông lại lôi cái chuyện con Linh ra là sao? Ý ông là tôi phải mang ơn mấy con gà này hả? Bà thì khấm khá gì hơn tôi, suốt ngày cứ cắm đầu vô mấy con vịt, có mỗi chuyện sanh con trai cũng không làm được. Nghe chồng mình nhắc đến chuyện sanh đẻ, bà Hào gương mặt trở nên tức giận phừng phừng. Con bé Linh đứng kế bên thấy cha mẹ cãi giả, liền nhẹ nhàng đặt con mèo mướp đang bế trên tay xuống đất, bóp vai bà Hào mà xoa dịu. Thôi, cha mẹ đừng có cãi nhau nữa, ai cũng lớn tuổi hết rồi, phải biết giữ gìn sức khỏe, đang còn lo cho con nữa. Mặc dù đang rất giận chồng, nhưng khi nghe con gái nói vậy, bà cũng tạm hạ quả. Con mèo mướp tên Miu, từ lúc được bé Linh đặt xuống đất, cặp mắt của nó không ngừng nhìn vào con gà đen trên tay ông Hào. Meo lên một tiếng, toàn bộ lông trên cơ thể con Miu xù lên như thể đang đe dọa. Nó chậm chậm di chuyển đến gần chỗ ông chủ đang ngồi, định vồ lên con gà, thì bị ông Hào đá cho một phát, văng ra xa mấy bước chân. Con bé Linh thấy vậy, liền chạy nhanh tới ẵm nó lên, cặp mắt trừng trừng như sắp khóc mà vuốt ve.
Ông cười nhếch lên một cái, rồi tiếp tục dành sự quan tâm cho con gà trong tay. Đến gần chiều tối, ông nhốt tạm con gà vào cái bội ở trước sân, rồi bỏ một tấm thớt lên đậy lại. Cách chỗ đó chừng thước rưỡi, có một cây me nhiều năm tuổi được trồng từ đời cha ông gì đó của ông Hào. Xong xuôi mọi thứ, cho đến tối thì mọi người tắt đèn đi ngủ. Ông Hào theo thói quen suốt nhiều năm nay ngủ ở cái chõng gần cửa ra vào, còn bà Hào cùng với con gái ngủ ở buồng trong. Mọi thứ vẫn diễn ra giống như mọi ngày. Tuy nhiên hôm nay không hiểu vì lý do gì mà con mèo của con bé Linh bình thường ngủ ở dưới sàn trong phòng mẹ con bà, nay giữa đêm lại lẻn chui ra ngoài phía chỗ cái bội gà. Nó đi lảng vảng xung quanh như đang thăm dò, chốc chốc lại nhìn vào trong chuồng, rồi sù lông lên sừ mấy tiếng. Con gà bên trong cái bội lúc này đứng bật dậy, đôi mắt nhìn chăm chăm ra hướng con yêu. Tầm vài giây sau, phát một cái, con mèo liền nhảy mạnh lên trên cái bội. Tấm thớt được ông Hào chắn đậy sơ sài liền rớt xuống đất. Trong màn đêm tĩnh mịch giữa lúc khuya, chỉ còn vang lên một tiếng meo rồi im bặt trong tức khắc. Cho đến sáng, như thường lệ khi thức dậy, việc đầu tiên mà con bé Linh sẽ làm là xoa đầu con mèo cưng của mình. Nhưng hôm nay nhìn xuống dưới sàn lại không thấy đâu. Còn đang mãi ngơ ngác tìm, chợt cô nghe thấy phía nhà trước có tiếng bà Hào vang lên cùng với giọng điệu hốt hoảng. Linh vội bước nhanh ra ngoài. Đến nơi thì trời ơi, Linh như muốn ngã quỵ xuống đất, bởi con mèo yêu dấu của mình đang nằm chết cứng đơ kế bên con gà đen ở trong cái bội. Bà Hào thấy con khóc thì bước tới gần an ủi, rồi quay sang hỏi ông Hào: "Chuyện này là sao đây không? Sao con Miêu lại nằm chết ở trong cái bội gà vậy?" Ông Hào chưa vội trả lời ngay mà đi đến lấy xác con Miêu ra, rồi lấy tấm thớt lên che chắn cái nắp bội lại. Nhìn vào cái xác mèo trên tay khá lâu, trong đầu ông dấy lên nhiều suy nghĩ và câu hỏi. Con mèo này trên thân thể đầy vết thương do bị cựa gà đâm, mà bình thường loài mèo là khắc tinh của loài rắn và gà. Nếu so về sức mạnh và tốc độ thì gà đâu có cựa ăn. Cho dù có giao đấu đi chăng nữa thì bọn chúng cũng đâu thể chết như vậy được, nhất là trong khi không gian hẹp như cái bội. Chẳng lẽ nào con gà này quật chết được cả mèo sao? Ông Hào tay xoa cầm như đang tính toán một điều gì đó hồi lâu, rồi cặp mắt chợt sáng rực lên, quay sang nói với con gái mình: "Nè con Linh, bày nín khóc đi, mau đi vô trong lấy hết nữ trang mà hồi trước tao mua đó, để cho sau này làm của hồi môn á. Đưa đây, nhanh lên." Trời đất ơi, con nhỏ nó vừa mới mất con mèo, vậy mà ông không an ủi, còn nỡ lòng nào đòi lấy nữ trang của nó nữa. Ông làm cha kiểu gì vậy? Bà không cần quan tâm chuyện đó, con mèo chết thì cũng chết rồi, khóc lóc đâu có sống lại được, làm như vậy được ích lợi mẹ gì đâu. Con Linh mau vô trong lấy cho tao nhanh lên. Con bé Linh nước mắt vẫn còn đang giàn giụa trên gương mặt, sụt sùi nói với cha mình: "Cha ơi, số nữ trang đó cha với mẹ để dành sau này cho con lấy chồng mà, sao bây giờ cha đòi?" "Thì tao mua cho bay sau này lấy chồng, chứ bây giờ bay đã lấy đâu. Thôi nín đi, vô trong lấy đưa ra là tao làm chuyện lớn, không tao đập thấy mẹ bây giờ đó." Dù còn đang tức, nhưng nghe ông Hào lớn tiếng đòi đánh con mình, bà Hào đành cắn răng vào phòng lấy số nữ trang đưa hết cho chồng. Cầm vàng trên tay, ông Hào cười lên hớn hở, tay còn lại ẵm con gà đem ra khỏi cái bội rồi bỏ đi đâu đó, mặc kệ vợ con ấm ức ở phía sau. Trên con đường dẫn đến địa điểm yêu thích quen thuộc, ông Hào gương mặt sáng trở, o bế con gà trên tay mình. "Từ bây giờ tao đặt tên cho mày là Chiến Kỳ, sau này giúp tao ăn thật nhiều tiền nha."
Tầm đến gần giờ chiều, trường kê một lần nữa mở ra. Ông Hào đem theo con chiến kê của mình, quyết tâm phục thù cho bằng được thằng Toản. Thấy có kèo bắt độ, mấy ông thanh niên tệ nạn liền kéo đến lần lượt. Đa số đều theo kèo của thằng Toản, chứ ít ai dám bắt bên ông Hào. Rồi cả hai bắt đầu thả gà vào trong, chuẩn bị giao chiến. Mặc dù tâm trạng có chút phấn khích, nhưng trong lòng ổng vẫn lo phần nào, vì chưa biết con gà mình lụm được nó đá đấm ra sao. Lỡ thua cái kèo này là xác định gia tài của nhà chỉ còn bầy dịch năm con của vợ. Thằng Toản cười nhếch mép, nhìn vào con gà đen kỳ lạ của ông Hào mà khinh thường. Mặc dù coi cái cựa cũng có vẻ sắc, nhưng ngoại hình trông như con gà ác hầm thuốc bắc thì làm ăn cái gì được chứ. Nghĩ đến đó, nó càng chắc chắn về phần thắng của mình. Con bạch kê đưa cái cổ ra phía trước, bắt đầu tiến về phía con chiến kê. Nó nhảy bổ lên một cái thật mạnh về phía đối thủ. Và ngay sau đó là hàng loạt những pha tấn công dồn dập, đến mức lông bay tứ tán đầy khoảnh đất. Mấy người coi bu quanh hò hét cổ vũ rất nhiệt tình. Thằng Toản mắt thì xem, nhưng miệng thì không ngớt khoe mẽ với người đứng kế mình về chiến tích của con bạch kê. Quay sang phía này, ông Hào gương mặt bây giờ đã đổ đầy mồ hôi, miệng không ngừng nuốt nước bọt. Bởi đá nãy giờ, nhưng con chiến kê liên tục bị tấn công, nó thì vẫn đứng im không hề phản kháng một chút nào. Nghĩ mình sắp thua tới nơi, ông Hào len lén nhìn xung quanh định chuồn đi, thì bất chợt cặp mắt của con chiến kê khẽ chớp lóe lên một tia sáng màu đen, rồi biến mất ngay trong tức khắc, nhanh đến nỗi chẳng ai kịp nhìn thấy được. Và rồi con chiến kê sải hai cánh của mình ra, nhảy lên dập một cái thiệt mạnh vào bạch kê. Đến khi mọi người nhìn rõ, thì con gà trắng của thằng Toản đã chết tươi ở dưới đất, không kịp vùng vẫy một cái nào. Tất cả đều há hốc mồm bởi pha tra đòn quá nhanh và hiểm của con chiến kê. Sắc mặt thằng Toản trở nên xanh lè, không thể tin được con gà bạch kê với nhiều trận thắng liên tiếp của mình nay lại bị con gà quái đản kia hạ gục chỉ trong một đòn đánh duy nhất. Ông Hào la lên mừng rỡ, vội chạy vô ôm lấy chiến kê của mình mà hung lấy hung đẩy. Bởi do trận này không ai theo kèo, cho nên ông một mình hốt sạch tiền độ của tất cả. Nghĩ rằng bản thân đã có báu vật trong tay, từ đó ông Hào càng trở nên quý trọng con gà của mình hơn. Sau lần đá ăn đó, ông chăm sóc kỹ càng cho con gà lắm, say mê nó đến độ tối đến phải ôm vào lòng mà ngủ chung trên chõng. Còn khi nào chán chán thì con gà sẽ tự động bay lên đọt cây me trước sân mà nằm ngủ trên đó. Tuyệt nhiên nó rất thông minh, không hề đi xa ra khỏi nhà. Cứ cách 2-3 hôm, ổng lại ẩm nó đem đi đá và cứ thắng trận liên tục. Trước kia ổng thiếu nợ tụi thằng Toản nhiều lắm, mà từ lúc có con gà trong tay, ổng trả hết được nợ, cho còn dư một số tiền để mua lại nữ trang cho con gái. Vì cứ đá thắng liên tiếp khiến cho mấy ông sư kê trong xóm không ai dám đá với ổng nữa, nên tạm thời ông Hào phải ngưng đá vài bữa để tìm kèo ở xóm khác. Đang ngồi uống trà trước sân, Tài vuốt ve con chiến kê đang nằm trên bàn mây, thì phía đằng xa có hai thanh niên đi lại gần. Gặp ổng liền chào hỏi kính cẩn. Dạ chú Hào khỏe không? Tụi con tới hội thăm chú nè. Ủa, thằng Toản với thằng Nhật hả? Chà, nay rồng ghé nhà tôm ha. Thôi ngồi xuống uống trà. Trời ơi, chú cứ nói quá. Vợ tụi con là tôm, chú mới là rồng à. Mà nay kiếm tao có chuyện gì không? Tao trả hết nợ cho tụi bay rồi mà. À không, tụi con tới nói chuyện chơi thôi. Ủa, nay không đi đá gà chú? Nói thiệt chứ, từ lúc tao có con chiến kê này trong tay, bây giờ đâu còn ai trong xóm mà dám đủ sức thách đấu với tao nữa đâu. Tao đang kiếm kèo ở mấy xóm khác để đá nè. Dạ công nhận chú giỏi thiệt. Tự nhiên ở đâu nuôi được con gà đỉnh quá chừng
mà chú có tính bán nó không? Cách đây mấy bữa cũng có mấy ông sư kê tới hỏi mua con gà tao 50 triệu nè, mà tao không bán. Với lại tao cũng không định bán đâu. Cho dù có ra giá bạc trăm hay bạc tỷ tao cũng không bán. Thằng Toản thì cứ vân vân dạ dạ, còn người bạn đi cùng thì mắt liên tục nhìn ngó giáo giác xung quanh, rồi lại đá mắt sang con gà đang nằm trên bàn, tay nhẹ khều vào thằng Toản như ra hiệu. Hiểu ý, nó liền hỏi ông Hào: Ủa mà chú, cái bộ gà đâu rồi? Bộ chú nuôi gà không nhốt bộ hay sao? Ôi sao tao dục rồi mẹ ơi. Con chiến kê của tao ghét nằm bội lắm, nên tối ngủ tao phải ôm nó vô ngủ chung đó. Trời đất ơi, gà mà khôn ghê ha chú ha, biết ở trong nhà luôn, ngoan dữ à. Cũng đôi khi thôi mẹ ơi, bữa nào nó chán nó bay lên cây me đổi gió, nó ngủ trên đó đó. Mà khôn lắm, không có bay đi xa, nên tao cũng an tâm. Dạ, vậy thôi giờ tụi con về trước nghe chú. Nãy con thấy cô với em Linh đang đi chợ ngoài kia, chắc cũng sắp về rồi đó. Tụi bay đi đi. Mà có kẹo gì hú tao cái nha. Bữa giờ không đem chiến kê đi đá được nên cũng hơi buồn. Hai thằng dạ một tiếng rồi chào tạm biệt ra về. Trong khoảnh khắc cả hai xoay lưng lại, gương mặt tụi nó đều trở nên gian xảo, như đang ấp ủ một kế hoạch gì đó. Tối đến, khi tất cả mọi người trong xóm đều đã đóng chặt cửa đi ngủ, Toản và Nhật một lần nữa quay trở lại nhà ông Hào, lảng vảng trước sân mà khẽ nói với nhau: Ê Nhật, mày thử nhìn vô cái khe lủng trên cái cửa sổ coi, coi ngủ chưa? Lần lâu trước á, tao với mấy thằng kia qua đòi nợ, có phang cái cây làm hở ra một đường đó. Thằng Nhật nheo mắt nhìn vô bên trong, dò tìm một lúc, rồi quay sang nói: Tao có thấy ổng mày ơi, mà con gà đâu sao nhìn hoài không thấy. À, kỳ vậy, chỗ ổng nhốt con gà đâu ta? Sao hồi chiều ổng nói tối nào cũng ôm nó ngủ mà. Ừ, không biết nữa. Mà thí dụ con gà ở trong, thì mày tính bắt nó bằng cách nào? Bẻ khóa vô hả? Không, nếu mà bắt không được á, thì tao phá cho hồi luôn. Mày coi nè. Thằng Toản móc trong túi ra một cái túi nhỏ bằng vải, lấy đổ ra tay mấy hột lúa. Ủa, lúa này phá được gì? Lúa này tao ngâm thuốc rồi, xíu nữa lỡ mà có thấy con gà trong nhà đó, tao rải lúa vô trong, nó mà ăn một cái thì chiến kê cũng thành gà ác cầm thuốc bắt thôi. Mà thôi, mày nhìn lại coi, con gà đâu rồi? Nghe lời thằng Toản, Nhật lại đưa mắt nhìn vào trong, đảo một vòng vẫn không hề thấy tung tích con gà đâu. Nó định quay đầu báo tin cho Toản biết, thì thằng Toản đã khều trước vào vai Nhật mà khẽ nói: Ê, hình như con gà nằm trên đọt me kìa. Hồi nãy tao mới nghe tiếng đập cánh của nó trên đó đó. Vậy hả? Hèn chi nãy giờ nhìn hoài không thấy gì. Giờ tao với mày leo lên bắt nha. Không có được. Mày cứ đứng ở đây canh cho tao bắt. Lỡ hai thằng lên đó hết á, ông Hào mà thức ông đập tao với mày chết. Trước ông thiếu nợ tao nên mới nể nang thôi. Chứ bây giờ mà biết mình trộm con chiến kỳ thì việc gì ông cũng dám làm người mày. Nghe thằng Toản nói có lý, Nhật tiếp tục đưa mắt vào trong nhà để canh chừng. Toản bắt đầu leo lên cây me. Cây me này rất cao, vị trí cách nhà của ông Hào gần chục thước, được trồng từ rất lâu rồi, nên mấy nhánh cây rủ xuống trông có vẻ tùm lắm. Khi nãy thằng Toản nghe thấy tiếng đập cánh phát ra từ trên cây, nên đoán mò là con gà trên đó. Toản chưa dám bật đèn pin, là do sợ ánh sáng sẽ khiến người bên trong nhà chú ý. Cho đến khi đã leo lên được tới giữa cây, lá tùm nên cũng che bớt phần nào ánh sáng, thì mới dám mở lên. Toản soi đèn tìm kiếm một hồi lâu thì cũng thấy được bóng dáng con gà đang trục cổ ngủ trên phía gần đọt cây. Nó nhẹ nhàng
uyển chuyển nhất có thể để tiếp tục leo lên. Tránh hành động quá mạnh sẽ khiến cho con gà nhảy đi mất. Ở dưới bây giờ, Nhật nhìn lên chẳng còn thấy bóng dáng của bạn mình đâu nữa. Toản với tay lên một nhánh cây, rồi chân lại đạp lên một nhánh khác. Tầm vài phút chật vật, cuối cùng cũng leo lên tới gần đọt cây. Hiện tại nó đang ngồi ở nhánh cây phía sau lưng con gà nằm. Toản thở hắt ra một hơi, đưa tay từ từ tới gần, ý định chụp đuôi nó. Thì hỡi ơi, con gà đang nằm rụt cổ từ nãy tới giờ bất chợt ngóc cái đầu lên, cho vặn ngược ra phía sau một cách chậm chậm, đập thẳng vào mắt thằng Toàn. Lúc này cái thứ đang xoay lại kia đã chẳng phải là cái đầu gà nữa rồi, mà là cái đầu người. À không, phải nói chính xác hơn là đầu một con quỷ mới đúng. Gương mặt của nó xanh lét, to gấp đôi người thường. Cặp mắt đỏ ngầu như máu lồi cả tròng ra, như thể sắp rớt ra ngoài. Hai cái nanh dài ngoằn dưới miệng mọc ngược lên trên, đang nghiến mạnh phát ra âm thanh ken két. Chứng kiến cảnh tượng quá đỗi kinh dị, Toản hét lên một tiếng nhưng không mở miệng nổi. Tim như ngừng đập ngay lúc đó, toàn thân trở nên cứng đờ. Cái đèn pin trong tay không cầm chặt cũng đã rơi xuống đất vỡ tan tành. Nhật ở dưới đất vẫn đang chăm chú nhìn vào nhà canh gác, thì chợt phía sau vang lên một tiếng bịch rất to. Giật mình nên quay lại, liền hét toáng lên kinh hoàng, bởi thứ từ trên cây rớt xuống chính là thằng Toản. Đầu của nó chạm xuống đất trước tiên nên vỡ ra, máu văng tung tóe. Cái tư thế nằm sấp, cổ quặp ngược vô ngực, tay chân cũng đều gãy lạc lìa, chết một cách rất thê thảm. Thằng Nhật chưa kịp hét lên một tiếng rồi co chân bỏ chạy thục mạng, vô tình đánh thức gia đình ông Hào cùng với bà con lối xóm. Khi mở cửa đi ra bên ngoài, trông thấy cái xác chết kinh dị trước mặt, vợ con ông Hào kinh hãi đến mức ngất xỉu đi tại chỗ. Hàng xóm cũng được một phen kinh hồn bạc vía trong đêm. Sáng ra, công an đã đến làm việc. Sau nửa ngày điều tra cũng xác định được người chết là Toản. Và bằng biện pháp của mình, công an đã tạm giam Nhật để lấy lời khai. Nó cũng thừa nhận việc tối qua mình cùng Toản đến nhà ông Hào để trộm gà. Toản leo lên cây để bắt, còn mình thì canh giữ phía dưới. Sau một hồi lâu không có động tĩnh gì, thì chợt nghe thấy tiếng động giống như có thứ gì vừa rơi xuống. Khi quay lưng lại mới tá quả thấy cảnh tượng Toản nằm chết dưới đất. Qua 3 ngày điều tra, vụ án cũng được khép lại và kết luận Toản chết là do tai nạn, ngã từ trên cây cao xuống đất. Quá ám ảnh trước cái chết cách đây vài bữa trước của Toản nên vợ con ông Hào đã thuê người về chặt bỏ cây me. Hơn tuần lễ trôi qua, nhiều người trong xóm đồn đại với nhau rằng nhà ông Hào có ma, bởi lâu lâu có vài người đi làm đêm về ngang nhà ổng đều nhìn thấy có một bóng người mờ ảo bay qua lại trước cửa nhà. Họ cho rằng đó chính là vong hồn của thằng Toản nên kể lại cho ông Hào nghe. Nghe xong ổng cũng có chút sợ nhưng không đáng kể lắm. Rồi đến một hôm nọ, con bé Linh đang ngủ cùng với mẹ thì bị đánh thức bởi cơn khát nước. Nó ngồi dậy dụi dụi mắt, cổ họng khô rát cực kỳ khó chịu. Nó mới lọ mọ đi ra nhà trước để rót nước uống, nhưng chỉ mới vén màn đi ra được vài bước, ánh nhìn vô thức nhìn về phía cái chõng cha mình đang nằm. Linh liền sững lại, bởi vì hình như chỗ ông Hào đang nằm có một bóng người đứng kế bên, hướng đầu nhìn chằm chằm vào chỗ ông. Trông thấy cảnh tượng khiếp đảm đó, con bé năm nay mới bước sang tuổi 17 vào tháng trước, chỉ còn biết hét lên rồi ngất xỉu tại chỗ. Khi nó tỉnh lại cũng đã hơn 7 giờ sáng, đầu óc lúc này vẫn còn đang hoảng loạn. Phải mất một hồi lâu sau mới hoàn hồn lại được,
rồi kể cho cha mẹ mình nghe về chuyện xảy ra tối qua. Bà Hào ôm chầm lấy con gái, nét mặt đầy lo lắng. Còn ông Hào tay vẫn ôm bẩm con gà, đi ra đi vô rất đăm chiêu. Hai ngày sau, ông Hào đưa về nhà một người thầy bùa, nhờ họ làm phép cái gì đó. Bà con hàng xóm lúc này kéo lại xem rất đông, nhiều người đều bàn tán xì xầm không ngớt lời. Người thầy bùa kia lập ra một cái bàn lễ trước mặt với đầy đủ đồ cúng, bùa chú, gương bát quái này kia. Ông ta cầm kiếm gỗ trên tay, múa mai quay cuồng một lúc, chốc chốc lại đốt bùa quăng lên không trung, rồi niệm chú phun nước phép vào người con bé Linh. Tầm hơn một tiếng thì ổng nói đã trục được cái vong đang ám quẻ nhà ông Hào. Đưa tiền xong xuôi, cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã được giải quyết, nên ông Hào tiếp tục qua xóm khác để đá gà. Nhưng lần này ông không gặp may như mấy lần khác. Trong lúc đang đá thì dân quân ập tới, ông chỉ kịp ôm con gà của mình chạy đi té khói. Đến một bụi lùm gần đó, ông Hào bí đường, đành nhảy vô mà trốn. Dân quân sau một hồi truy quét đã bắt được rất nhiều người tham gia đá gà. Có một người trong số họ bắt đầu đi đến gần cái bụi cho ông Hào đang núp. Tưởng rằng lần này mình tôi rồi, bởi cái bụi này nó hơi thưa, chỉ cần lại đủ gần là có thể nhìn thấy màu áo của ông đang lấp ló. Ông Hào chỉ biết nhắm chặt mắt, tay ôm sát chặt con gà chờ bị thợp cổ. Nhưng mà chuyện lạ xảy ra, người dân quân kia đã đi tới. Và kỳ lạ thay, cậu ấy chỉ đứng bên ngoài nhìn vào bụi cây tầm chục giây rồi quay lưng bỏ đi. Đến lúc ông Hào mở mắt ra thì đã không còn ai ở bên ngoài nữa. Ông mới thở phào nhẹ nhõm rồi ba chân bốn cẳng về nhà. Trong bụi cây, lúc ổng vừa rời đi, xuất hiện một cái lông gà nằm dưới đất, đang màu đen tuyền bỗng quá thành trắng đầy quái lạ. Cứ tưởng rằng hôm nay bản thân mình gặp may, ông Hào về nhà rót nước uống ực một hơi, ngó nghiêng không thấy vợ con đâu nên nghĩ có lẽ đã ra ngoài. Ông ra ngoài sân ngồi vuốt ve con gà cưng của mình. Càng lúc ông càng cảm thấy nó đem đến rất nhiều may mắn cho bản thân ông. Kể từ sau cái lần biết vụ thằng Toản với Nhật định trộm gà, ông càng giữ nó kỹ hơn nữa. Ông đang cưng nựng thì bỗng dưng con chiến kê trong tay ngóc đầu đứng dậy, vẫy thân mình một cái rồi bay thẳng vào trong nhà một mạch. Thấy con gà có hành động lạ, ông muốn bước vào trong để xem xét tình hình. Vừa chỉ mới đứng dậy, phía sau lưng chợt có tiếng gọi giật ngược. Nè chú gì đó ơi. Ông Hào quay mặt lại, thấy có một ông già tuổi chừng 60, tóc muối tiêu, đầu bới củ tỏi. Gương mặt trông hiền lành, mặc áo bà ba nâu, trên người đeo một cái túi vải thô. Kế bên là một người thanh niên cao ráo khỏe mạnh, gương mặt thanh tú, tuổi ước chừng 20, mặc áo bà ba đen, và cũng có đeo một cái túi vải giống như người kia, chỉ khác biệt ở màu sắc. Ông anh kêu tôi hả? Đúng rồi, cho tôi hỏi chú có phải Sáu Hào không? Ông Hào khẽ nhăn mày, nhìn kỹ hai người trước mặt từ trên xuống dưới. Rõ ràng không quen biết, nhưng lại đến tìm làm cái gì? Đúng rồi, mà anh là ai? Hình như tôi đâu có biết anh, sao lại tới đây kiếm tôi vậy? Dạ, giới thiệu với chú, tôi tên là Hai Thiệt, còn người kế bên là đệ tử của tôi. Nhà tụi tôi ở Trà Vinh đó, phải lội bộ 3-4 ngày đường mới tới được đây. Trong lúc đang tìm kiếm tung tích của nó, tôi mới dò ra là hiện tại nó đang ở trong xóm này. Tôi mới lần mò hỏi bà con coi dạo này sớm có xảy ra chuyện gì hay không, thì được nghe kể về cái chết của cậu Toản gì đó, rồi chuyện chú có nuôi một con gà màu đen. Cho tôi hỏi hiện tại con gà đó ở đâu rồi? Ông Hào ngơ ngác khi nghe ông già lạ nói một tràng gì đó không hiểu được. Nhưng đến khúc nhắc về con gà của mình thì chợt nhận ra cái gì đó. Ông tỏ thái độ hằn học.
Hóa ra là muốn tới mua con gà của tôi chứ gì. Bày đặt nói chi cho dài dòng. Thôi mấy ông về đi, tôi không có bán buồn gì hết. Gà cưng của tôi mà bán cái gì? Ờ không phải đâu, mà là... Thầy ơi, coi nè. Người tên Hai Thiệt chưa kịp nói thì bị đệ tử cắt ngang. Cậu ta lượm một cái lông gà màu đen dưới đất lên, đưa cho thầy xem. Ông thầy xem xong liền thở dài một hơi, nét mặt lộ ra đầy sự lo lắng. Trông thấy hai người trước mặt có vẻ kỳ quặc, ông Hào liền giật lại cái lông gà rồi nạt nộ. Hai cái người lạ kỳ này, rốt cuộc là muốn cái gì? Hai Thiệt gương mặt trở nên bất an, gấp rút mà nói. Nếu mà chú thật sự đang giữ con gà thì mau chóng đưa lại cho tôi đi. Nếu không tai họa sẽ ập tới. Lúc đó không riêng gì tính mạng của chú, mà còn liên lụy tới gia đình làng xóm nữa. Lúc này vẫn còn kịp để ngăn chặn đó. Nó đã bắt một mạng người rồi, để nó bắt thêm vài mạng nữa là không ai cứu nổi đâu. Nhanh lên. Ông Hào cười lên một tràng mỉa mai. Trời đất ơi, trước kia có nhiều người tới mua gà của tôi, họ dùng lời ngon tiếng ngọt, còn trả giá cao để trời mà mua mà tôi không bán. Bây giờ ông tính dùng cách thù để tôi sợ tôi bán hả? Đúng là mắc cười quá. Thấy thái độ giễu cợt của ông Hào, ông Hai Thiệt bắt đầu nghiêm túc, nét mặt trở nên nghiêm trọng mà giải thích cặn kẽ hơn. Ông giấu gì chú? Tôi thiệt ra là một thầy pháp ở ẩn ở Trà Vinh. Còn con gà mà chú đang nuôi đó, thực chất nó là một con quỷ bán thành tinh, chuyên bắt mạng người để mà tu luyện. Trước kia nó lộng hành dữ dội lắm, giết hại không biết bao nhiêu sinh linh rồi. Sư phụ của tôi biết được mới xuất quan để mà tiêu diệt nó, giải trừ hậu quả. Nhưng rồi nó quá mạnh, không thể nào đánh cho tan hồn nát phách được. Ông đành phải phong ấn giam cầm nó trong một con rối phép, được sinh luyện gần 20 năm. Sau khi thầy mất, nhiệm vụ của tôi là tiếp tục ở ẩn và canh giữ con rối cho tới khi đủ 100 năm. Lúc đó sẽ có thể diệt trừ con quỷ bán tinh này. Không ngờ là trong lúc sơ xuất, đệ tử của tôi đã vô tình để nó thoát ra. Bởi vậy chúng tôi mới lặn lội mấy ngày trời để tìm kiếm. May thay nhờ thầy tu độ nên cuối cùng cũng tìm được đến đây đó. Ôi ông ơi, cái gì mà quỷ bán tinh, rồi con rối gì mà phong ấn cái gì? Ông đang nói cái gì ạ? Ý ông là sao? Là con gà của tôi đang nuôi là của ông hay sao? Cứ nói thẳng quịch tẹt ra đi rồi tôi trả cho. Đúng rồi đó, con gà đó của tôi, chú trả lại cho tôi đi. Trả cái quần què này chứ trả. Bây giờ khôn hồn thì biến đi nha, không thì đừng có trách tôi ác à. Nè cái ông kia, nãy giờ thầy tôi nói chuyện đàng hoàng lịch sử với ông nha, đừng có dở cái thối hách đợi đó đó. Tụi tôi không biến thì ông làm được gì? Cái thằng ranh con, mày thách tao hả? Bớ bà con ơi, hai thằng này ăn trộm gà của tôi còn quýnh tôi nữa nè. Bà con ơi cứu tôi với. Ông Hào la bài hải lên. Bà con xung quanh nghe tiếng kêu thì ngó đầu ra ngoài, nhìn chầm chầm vào hai người lạ. Thầy Hai thấy có sự chẳng lành nên kéo đệ tử của mình đi để tránh ồn ào. Từ một góc đường vắng nọ, người đệ tử có vẻ còn ấm ức nên vô cùng khó chịu. Thầy ơi, cái anh cha đó tánh tình kỳ cục vậy, sao không để con Tấn cho một bài học? Thôi đi, bộ mày quên nhiệm vụ mình tới đây hả? Cho nên là phải hạn chế đánh động tới nó. Đợt trước lúc mà nó thoát khỏi phòng ấn đó, cũng bị dính phép nguyền trong con rối rồi, nên cũng chưa có phục hồi hết quỷ lực được đâu. Bây giờ cứ lảng tránh mà quan sát tiếp đi đã, chờ cơ hội thích hợp rồi ra tay. Chứ khi không sấn vô nhà người ta, không bằng không chứng mà làm ầm ĩ lên, chắc dân chúng quýnh mình chết trước khi bắt được nó đó. Nghe thầy mình nói như vậy, người đệ tử đành nén cục tức lại trong lòng. Do trong mắt ông Hào hiện tại
con gà đem đến sự may mắn và tiền bạc cho ông, cộng thêm quỷ phép của con gà, thành ra tâm trí ông Hào dần bị lậm sâu vào việc phải chăm sóc và cung phụng nó. Hiện tại thầy Hai vẫn chưa tìm được cách để tiếp cận con kê tinh kia, nên đành phải án binh bất động, chờ thời cơ thích hợp mà thu phục. Thêm vài ngày nữa trôi qua, ông Hào chỉ quanh quẩn ở nhà chứ không có ra ngoài. Không phải do không có kẹo đá, mà là do con chiến kê. Không hiểu sao mấy nay nó đột nhiên trở nên ủ rũ, giống như đang bị bệnh. Thấy vậy nên ổng cũng không có đem đi đá, sợ mệnh hệ gì xảy ra mình lại mất đi một báu vật. Nhưng có lẽ thời gian trôi qua nhiều ngày rồi mà con kê tinh chưa hấp thụ được tinh lực của người. Thêm tổn thương cũ khi cố gắng thoát khỏi phong ấn mà nó dần trở nên yếu đi. Đêm đến trong vòng tay của ông Hào, cặp mắt con gà trở nên sáng trực một màu đỏ chót trong căn nhà tĩnh lặng. Nó rời khỏi tay ông Hào rồi nhảy xuống đất, ánh nhìn hướng về phía sân sau mà đập cánh thật mạnh để bay đi. Tiếng vỗ cánh khá lớn khiến cho con bé Linh đang ngủ trong buồng phải giật mình mà tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt. Nó cố lay mẹ dậy nhưng không hiểu sao bà vẫn ngủ một cách say sưa. Mặc dù bản thân rất sợ ma, nhưng với bản tính tò mò thôi thúc, Linh cũng ráng lê chân lên nhà trước. Nhìn thấy cha đang ngủ ngon lành, nó lò mò tới gần rồi kêu ông dậy. Nhưng gọi mãi ông không thức, Linh đánh liều tát vào mặt ông mấy cái thật mạnh. Nhưng dù cho nó có đánh đến đỏ bàn tay cũng đành bất lực chịu thua, vì ông Hào vẫn ngủ bất động giống như một cái xác chết vậy. Bỗng từ phía sân sau, tiếng mấy con vịt kêu lên ổm tỏi làm cho Linh khẽ giật mình. Nó chăm chú lắng nghe thì âm thanh giống như bầy vịt đang bị một thứ gì đó đuổi cho chạy tán loạn. Trong tâm trí con bé lúc đó, thay vì nghĩ đến chuyện ma cỏ thì không hiểu sao lại nghĩ rằng bầy vịt của mình đang bị mấy con mèo, con chó quang chạy vô cắn phá. Nó vội chụp lấy cây đèn dầu đang leo lét cháy, cẩn thận từng bước một đi ra phía sân sau. Xôi vào cái bầy vịt chỉ dõn dẹn có 5 con trong cái chuồng nhỏ, con bé ngơ ngác xoa đầu, bởi mấy con vịt lúc này vẫn đang nằm ngủ. Thấy ánh đèn dầu, chúng mới bật đầu ngồi dậy mà kêu lên cạp cạp. Dường như Linh đã quên mất một điều gì đó. Ở chỗ cái chuồng vịt nhà nó, hướng ra sau nữa là một khoảng rừng sậy rất dày và rộng lớn, lại có nhiều miếng chai dẫn dài mấy mét ra tới tận ngoài đồng, nên việc chó mèo quang có thể chui qua đường đó là không thể. Linh lúc này chợt sởn gai ốc. Một làn gió lạnh thổi buốt vào da thịt mình, khiến cho nó trở nên co ro. Muốn quay lại vào trong để tìm cha mẹ, thì ở đằng sau lưng nó lúc này, một cái bóng đen to cao, gương mặt xanh chành, có hai cái răng nhọn quắc, đã đứng sẵn ở đó từ khi nào. Thứ kia trợn to đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa, quỷ khí bao trùm xung quanh thân thể. Nó đưa tay ra bóp chặt vào cổ con bé Linh. Ngọn đèn dầu trên tay con bé liền rơi xuống đất bể nát đi. Dù nó có cố gắng chống cự, nhưng cơ thể bây giờ đột nhiên cứng đơ, không cử động được. Bóng quỷ kia từ từ kéo sát nó lại gần mình, rồi há to cái miệng ra để hút tinh lực trong người nó. Một luồng ánh sáng màu xanh ngọc từ trong người bé Linh dần bị rút ra khỏi cơ thể, đến khi chẳng còn lại gì có thể hút được nữa. Tinh lực đã cạn, con bé cũng tắt thở theo. Bóng quỷ kia buông tay, bỏ nó rơi xuống đất, rồi nhoẻn miệng cười, bay lướt vào bên trong nhà. Xác con bé Linh nằm đó với một cặp mắt vẫn còn chưa nhắm lại, miệng đang hơi há ra, tay chân co quắp cứng ngắc như khúc khay. Nằm bên cạnh nó là một cọng lông gà màu đen đang chuyển động theo nhịp gió. Khi trời dần tờ mờ sáng, bà Hào thức dậy sau một đêm ngon giấc. Nhìn sang kế bên thì không thấy con gái nằm cạnh. Bà chỉ nghĩ đơn giản là con bé dậy sớm hay đi vệ sinh gì đó thôi. Bà lụi cụi đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm sáng cho nhà mình. Đâu đó tầm nửa tiếng hơn,
Mọi thứ gần như đã xong xuôi hết, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thấy con gái mình xuất hiện. Trong lòng chợt nóng ran như lửa đốt, bà mới mở cánh cửa buồng sau, ý định lấy lúa trải cho bầy dịch ăn. Tay của bà chỉ mới đẩy nhẹ cái then cài, bà đã vội hét toáng lên, khiến cho ông Hào đang ngủ cũng phải giật mình mà chạy tới. Một cảnh tượng vô cùng thảm thương đập ngay vào mắt hai người. Con bé Linh, đứa con gái duy nhất của hai vợ chồng, đang nằm chết dưới đất. Gương mặt đã trở nên trắng bệch, pha chút tím tái. Bà Hào không chịu nổi cú sốc liền bất tỉnh ngay lập tức. Còn ông Hào ngồi thất thần bên cạnh thi thể của con. Đám ma của Linh diễn ra, hàng xóm chung quanh thay nhau tới chia buồn cùng gia đình ông bà. Họ tiếc cho một cô gái trẻ xấu số đoản mệnh, ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Lúc còn sống, Linh rất ngoan ngoãn lễ phép nên được bà con trong xóm yêu mến. Gương mặt cô xinh xắn, mang nhiều nét ngây thơ của tuổi 17, còn hồn nhiên thơ mộng. Ấy vậy mà giờ đây, thân xác đã nằm lạnh lẽo trong chiếc quan tài chật chội. Vào khoảnh khắc nhập thổ cho con, bà Hào gào khóc lên không ngừng. Bà muốn xuống đó cùng con của mình. Bà gần như mất hết hy vọng vào cuộc sống. Khi những ngày tới đây chẳng còn ai mè nheo hay lẻo đẻo đi theo bà, chiếc gối mà con bé hay nằm, bà nhất quyết không cho ai chạm vào. Bởi mùi hương và hình ảnh của Linh vẫn còn động lại trong đó rất nhiều. Rồi bà lại tiếp tục ngất đi. Cũng chẳng ai đếm được đó là lần thứ mấy bà ngất kể từ khi đám tang diễn ra. Kể từ lúc con gái mất, bà Hào hoàn toàn suy sụp. Bà bỏ ăn bỏ uống suốt nhiều ngày liền, cơ thể gầy guộc xanh xao và chỉ còn nằm một chỗ. Ông Hào thấy vợ như vậy thì động lòng thương lắm. Một tay ông đút cháo, mớm nước cho bà uống, mặc dù bà không hề mở miệng ra một chút nào cả. Ông thở dài, cố gắng khuyên nhủ vợ mình, nhưng gần như là vô ích. Bởi cứ cách một chút, khóe mắt bà lại chảy ra một dòng nước mắt. Sau cái chết của con bé Linh, hàng xóm nhiều người trách ông Hào lắm. Nói ông tại sao con mình mất mà không hề khóc dù chỉ một lần. Nghe vậy ông cũng chỉ im lặng mà thôi. Bởi vì bản thân là đàn ông, không phải cứ muốn là có thể bộc lộ cảm xúc của mình ra được. Bề ngoài cố tỏ ra cứng rắn như vậy, chứ thực chất bên trong đang đau xé ruột gan. Bà Hào cứ nằm liệt một chỗ suốt thời gian dài, cơ thể dần teo tóp đi. Ông vẫn kề cạnh chăm lo cho bà, không ngơi tay, cho đến lúc đạt đến giới hạn của bản thân mình. Vì đã thức suốt nhiều ngày liền, cơ thể của ông rệu rã, đôi mắt không làm chủ được mà lim dim rồi ngủ lúc nào không hay biết. Cũng chẳng rõ ông ngủ được bao lâu, chỉ biết nó rất dài. Khi thức giấc trở dậy, ông thấy đỡ hơn đôi chút. Ông xoa vầng trán của mình, mở mắt ra một cách nặng nề. Điều đầu tiên đập vào mắt khiến cho ông giật thót tim. Bởi trước mặt giờ đây, con chiến kê mấy bữa nay trốn thinh thích dưới sàn, nay lại thình lình xuất hiện, đang nằm trên bụng bà Hào, nhìn chăm chăm về phía ông. Ông đưa tay ôm lấy con gà, vuốt ve bộ lông của nó rồi thả nó xuống đất. Ông quay lên nắm lấy tay vợ mình, và bất giác ông chợt sững người. Rồi ông thử đụng vào da mặt và cổ của vợ. Một cảm giác lạnh vừa xuất hiện. Ông sợ hãi, miệng liên tục gọi bà, cố lay cho bà tỉnh dậy. Nhưng rồi cuối cùng ông cũng gục đầu xuống ngực bà mà gào khóc lên. Bởi ông nhận ra hơi thở của vợ đã không còn nữa. Bà đã bỏ ông đi mãi mãi, giống như con bé Linh rồi. Đám tang con gái chưa được bao lâu thì nay nhà ông Hào lại tiếp tục có tang sự. Bà con xung quanh đồn nhau rằng gia đình ông bị trùng tang, cho nên mới chết liên tiếp như vậy. Ông ngồi kế bên linh cữu của vợ mà gương mặt không còn chút sức sống, trông như một kẻ vô hồn.
Người thầy pháp giúp xử lý vong hồn của thằng Toản nay lại được mời đến với sự nghi ngờ về trùng tăng. Ông Hào sợ bị già lây nên mong muốn được ông ta giải trừ giúp. Cũng giống như lần trước, một bàn lễ đầy đủ đồ cúng được bày ra. Ông thầy tay cầm kiếm gỗ, múa mái rồi ném bùa xung quanh. Nhưng lần này có thêm vài ba con người giấy. Ông thầy ngậm nước gì đó trong miệng, ngón tay vẽ vời vào mấy con người giấy, xong xếp đứng cho thẳng hàng. Ông ta phun mạnh một hơi vào người giấy, chúng liền bốc cháy dữ dội. Mấy người dân đứng xem mà ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Tưởng đâu ông thầy này quá tài giỏi nên kính trọng lắm. Làm lễ xong xuôi, ông ta bảo rằng mình đã cắt xong trùng tăng. Từ nay về sau không còn ai phải chết trong cái nhà này nữa. Làng xóm cũng không phải chịu ảnh hưởng. Ông thầy ra về liền, tay cầm sắp tiền nhận được mà gương mặt hớn hở lắm. Đi tới một gốc cây ngoài đầu xóm thì bị hai người lạ chặn lại. Tưởng đâu là ăn cướp, ông liền giấu tiền vào trong túi rồi nói với giọng điệu đề phòng. Ừ, hai người lạ, sao tự nhiên chặn đường tôi vậy? Thấy ông ta hoảng sợ, người lớn tuổi trong số hai người kia mới lên tiếng trấn an. Anh cứ bình tĩnh đi, tụi tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi, chứ không có ý xấu đâu. Ông thầy cặp mắt liếc ngang liếc dọc như đang dò xét. Người đàn ông lớn tuổi lên tiếng tiếp. Xin giới thiệu với anh, tôi tên là Hai Thiệt. Thằng này là cháu tôi tên Tuân. Tôi ở xa đi ngang, có ở lại đây vài hôm. Có nghe kể về chuyện tâm linh mấy nay ở nhà của cái chú gì đó tên Hào. Không biết mọi chuyện như thế nào, anh có thể cho tôi biết một chút được không? Tại tôi thấy anh mới trong đó ra thì phải. Nghe đến chuyện nhà ông Hào, ông thầy liền khỉnh mũi lên, bắt đầu múa mép khoe khoang. À, chuyện nhà ông Hào đó hả? Trời ơi, nói thiệt anh biết chứ. Thời gian trước nhà ổng có người té cây chết, xong thành ma về quấy phá. May mà gặp được tôi tới thu phục cứu giúp đó. Ai dè đâu mấy nay nhà ổng lại tiếp tục chính trùng tang, mới mời tôi tới nữa. Mà phải nói ổng đúng kiểu trời độ nha, mời trúng ngày tôi tới giải trừ, chứ không chắc ổng cũng bị trùng bắt chết luôn rồi đó. Ừ, sao anh lại nghĩ đó là trùng tang? Ủa chứ còn gái ổng mới chết đây, giờ vợ ổng chết tiếp, cách nhau có bao lâu đâu? Không phải trùng tang, không lẽ trùng chỉ cha nội? À, ngoại trừ việc đó ra, anh có nhận ra điều gì bất thường trong nhà đó không? Đương nhiên là không rồi. Tôi đã ra tay rồi á, thì không còn con ma con quỷ nào dám xuất hiện ở trống nữa đâu. Nói xong, ông thầy kia liền cười lên một tràng lớn rồi bỏ đi. Thầy hai lắc đầu ngao ngán, thở dài thất vọng. Ôi, đúng là làm mất mặt đạo pháp quá đi. Thầy nói vậy là sao thầy? Thầy giỡn đó. Tuy có biết chút ít về tâm linh, nhưng đạo pháp còn yếu kém lắm. Hai người chết trong nhà kia rõ ràng là bị con kỳ tinh hút mệnh mà chết, chứ nào phải trùng tăng. Đã vậy quỷ khí bao trùm luôn cả nhà rồi mà chẳng phát hiện ra, đúng là chỉ dối gạt người thôi. Nhưng mà thầy ơi, con có một thắc mắc. Tại sao cái ông tên Hào kia là người đầu tiên gặp cây tinh, cũng như là tiếp xúc với nó nhiều nhất, nhưng mà lại không bị bắt mạng? Còn ba người kia thì bị gì? Thì cũng giống như việc con đang bị kẻ thù truy đuổi trong lúc đang bị thương đi, rồi được một người cưu mang. Nếu bây giờ con ra tay với cả người đó thì sẽ chẳng còn nơi nào để đi nữa, sớm muộn gì cũng bị tìm bắt. Con kê tinh này cũng có linh tính, biết rõ việc đó nên coi ông Hào như người hầu của mình, để ông cung phụng cũng như bảo vệ cho nó từng chút một. Trong khoảng thời gian đó, nó sẽ ra tay hút mạng người để hồi phục lại quỷ lực. Bây giờ nó giết hại ba người, sớm muộn gì cũng đủ số lượng để hoàn toàn quá tình.
lúc đó ông Hào sẽ không còn giá trị nữa. Nên cái chết cũng không tránh khỏi. Vậy bây giờ tính sao đây thầy? Không lẽ mình cứ chờ vậy hoài sao? Không, chúng ta phải hành động thôi. Nhưng mà không phải bây giờ. Đám tang đang diễn ra, có nhiều người đang ở đó, mình không thể xuất hiện được. Con kỳ tinh cũng phải mất một khoảng thời gian để hấp thụ tinh lực người. Nó chưa tiếp tục ra tai hại thêm ai được. Tối của hai đêm sau là thời cơ thích hợp nhất để kết thúc mọi chuyện đó. Đúng như những gì thầy hai đã suy đoán. Sau khi nhân lúc bà Hào vì cái chết của con gái mà sức khỏe trở nên suy yếu, kê tinh đã thừa cơ hút sạch toàn bộ mệnh lực, khiến cho bà chết đi. Còn về phần ông Hào thì thần trí bị khiển, bây giờ càng ngày càng lậm, chỉ còn biết chăm sóc con gà của mình, xem nó như người thân duy nhất còn lại của bản thân. Đêm thứ nhất trôi qua, rồi đến đêm thứ hai. Khi trăng đã bắt đầu trở nên rõ ràng, thả xuống đất những vần sáng sôi đậu trên con đường trong xóm, thầy hai cùng đệ tử của mình thoát ẩn thoát hiện, len lỏi đến trước nhà của ông Hào. Nhìn vào quỷ khí đang tụ khắp căn nhà mà nhăn mặt, thầy quay sang nói nhỏ với Tuân: nếu đêm nay chúng ta không thể phong ấn trở lại, có lẽ trần gian sẽ gặp họa và ông Hào sẽ chết rồi. Theo thầy nhiều năm rồi, đây mới là lần đầu tiên con chứng kiến yêu khí dày đặc như thế này. Đúng là không tầm thường. Còn nhớ rõ kế hoạch chưa? Có đem đầy đủ đồ cần thiết không? Dạ thầy yên tâm, tất cả đều nằm trong tay nải của con đang đeo nè. Tốt rồi. Cánh cửa bị khóa trọng rồi, con mở được không? Thầy quên hồi 13-14 tuổi á, đi ăn trộm nhà người ta rồi bị bắt. Lúc đó mai mới gặp thầy cứu, xong nhận làm đệ tử. Mấy cái ổ khóa này còn bẻ cái mọc. Tuân lận trong cái đai quần ra hai cái móc nhỏ, cậu bé thành hình giống như cái lưỡi câu, rồi len qua khe cửa. Động tác vẫn còn khá thuần thục, mặc dù đã bỏ nghề khá lâu. Ở bên trong nhà, con kê tinh đang nằm trong lòng ông Hào ở bộ chõng tre. Dường như cảm nhận được linh lực của thầy pháp, nó mở đôi mắt đỏ ngầu ra, kêu nhẹ lên một tiếng ò ò, chỉ đủ để cho ông Hào nghe. Như một con rối vô hồn, ông Hào liền trợn to đôi mắt của mình dậy, trở người xoay mặt vào hướng vách nhà. Ở phía ngoài, Tuân cũng đã bẻ khóa thành công. Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra chậm rãi, tránh tạo ra tiếng động. Thầy hai lúc này cũng đã bước vào. Ông nghĩ rằng mình vẫn chưa bị kê tinh phát hiện. Thầy đâu ngờ rằng, dù đã cẩn thận dùng bùa để che bớt đi dương khí của người sống, nhưng do bản thân vốn tu đạo từ nhỏ, cho nên đến bây giờ cũng đã trở thành một người vô cùng cao tay ấn. Linh lực trong cơ thể nhất thời không thể che đậy hết được. Tuân rón rén bước tới gần chỗ ông Hào đang nằm xoay lưng, nghĩ rằng ổng còn đang say ngủ, nên nhẹ đặt tay lên vai, ý định lật thân ổng trở ra để tìm con gà. Ai dè đâu ông Hào chỉ giả vờ ngủ. Ngay khi vừa bị lật mình, liền thể hiện ra bộ mặt giận dữ, rồi cung tay thành nắm đấm, đấm thẳng vào mỏ Tuân một cái thật mạnh, làm cho cậu chảy cả máu miệng, mất thăng bằng, ngã ngửa ra phía sau. Ông Hào gầm gừ trong miệng, đứng phắt dậy, tiếp tục lao tới chỗ Tuân tấn công điên cuồng. Mắt thấy đệ tử mình bị đánh, thầy hai quảng hồn, liền lấy hai tay ôm chặt eo của ông Hào, rồi kéo sang một bên, cất giọng gấp rút: mau bắt lấy con gà rồi đem tới chỗ đó nhanh lên. Hiểu ý thầy, Tuân nhanh chóng quệt máu trên miệng, tung chân nhào ngay lên cái chõng. Hành động nhanh tới mức kê tinh chỉ mới đập cánh chưa kịp bay đi thì đã bị tóm lại. Anh ôm chặt lấy con gà đang vùng vẫy quyết liệt trong người mà chạy ra khỏi nhà như một cơn gió. Ông Hào thấy chiến kê yêu quý của mình bị bắt, liền nổi lên máu điên, hất mạnh thầy hai ngã xuống đất rồi chạy đuổi theo. Suốt cuộc rượt đuổi, ông Hào không ngừng la hét náo động, khiến cho hàng xóm xung quanh giữa đêm phải tỉnh giấc, bước ra đường xem có chuyện gì. Trăng hôm nay khá sáng, nên chẳng ai cần mang theo đèn pin.
tạo thành đoàn người khoảng hơn chục hộ gia đình do hiếu kỳ mà chạy theo bọn người ông Hào. Tuân tay vẫn ôm chặt con gà, mặc cho bị nó mổ vào tay đến chảy cả máu. Anh băng qua mấy công ruộng rồi lại leo lên bờ đê mà tiếp tục chạy đi. Tưởng chừng nhờ sức trai trẻ Tuân có thể cắt đuôi được ông Hào, nhưng không. Vừa chạy cậu vừa quay đầu nhìn ra phía sau thì liền giật thót tim khi thấy ông Hào đã dí đến sát mình. Ông ta hôm nay như biến thành một người khác, như được ma quỷ trợ lực mà trở nên vô cùng khỏe, sức chạy cũng chẳng khác nào một con hổ. Tuân chỉ kịp ớ lên một tiếng, toàn thân ngã úp xuống mặt đất, làm văng luôn con gà ra phía trước. Ông Hào đã bắt được Tuân, đang đè lên lưng mà ký đầu cậu liên tục, miệng liên tục chửi thề. Lúc này người dân cũng đã kéo đến, trông thấy đánh nhau, mặc dù chưa hiểu được câu chuyện nhưng cũng nhảy vào can ngăn. Ông Hào vẫn nhất quyết không chịu buông người Tuân ra, cứ ấn mạnh đầu gối của mình vào giữa ngực cậu, khiến cho Tuân phải gào lên vì đau đớn. Thầy Hai len lỏi vào trong đám đông, do tuổi tác không chạy nhanh bằng những người khác. Nghe tiếng la của đệ tử, thấy cậu đang bị ông Hào khóa chặt cơ thể, thầy như quên đi tất cả, phi người lên lưng ông Hào, chấn cùi chỏ vào vai ổng, rồi cất tiếng chửi: "Dám quýnh đệ tử tao hả? Mày nè Mấy người dân ở đó cố gắng kéo thầy Hai đang dính như sam ra khỏi người ông Hào. Còn ông Hào hình như cũng rất đau, cho nên mới hất người thầy Hai té xuống đất, riêng ổng cũng ngã sang một bên. Tuân lúc này như trở về từ cõi chết, mũi hít lấy hít để không khí vào phổi, mồ hôi từ lâu cũng đã tuôn ra khắp cơ thể. Bỗng lúc đó, một đám mây đen kỳ lạ trôi ngang bầu trời, tạm che khuất đi ánh trăng đang sôi rọi. Ở dưới đất, thân xác con gà đen bị mọi người quên mất sự quan tâm, lúc này đột nhiên bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa như thiêu trọn cả da thịt và xương của nó. Quá ra trong lúc biết mình đã chạy được đến chỗ, mà trước đó thầy Hai đã lập ra một trận pháp để kìm hãm di chuyển của cây tinh, Tuân đã lấy một lá bùa dán vào thân xác con gà, rồi ném nó vào vị trí của pháp trận trước khi bị ông Hào tóm được. Giờ đây kế hoạch xem như đã thành công được một nửa. Sau khoảnh khắc đốt cháy được nhục thể của cây tinh, ông Hào thần trí u mê điên loạn, chợt ôm lấy đầu kêu lên oai oái rồi bất tỉnh đi. Tất cả mọi người có mặt tại đây vào lúc này đều cùng lúc chứng kiến một cảnh tượng khiến cho ai dù bạo gan đến mấy cũng phải sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn đi. Ngay khi ngọn lửa vừa tắt đi, một cái bóng cao lớn trong làn khói tờ mờ xuất hiện, mang theo một lượng lớn âm khí bao quanh quỷ thể. Đó chính là diện mạo thật của con kê tinh, bấy lâu nay ẩn trốn trong nhục thể của một con gà bình thường, khiến cho nó cũng có biến đổi ngoại hình, trở nên vô cùng quái lạ. Kê tinh trợn tròn đôi mắt với tròng đỏ trông giống như lửa ma trời, thân hình cao lớn gần 2 thước, sở hữu một cặp nanh dài ngoằng sắc nhọn trên quỷ mạo, toàn thân phát lên ánh sáng xanh lè kỳ dị. Trông thấy cảnh tượng vô cùng hải hùng đó, những con người bình thường trong xóm đồng thanh hét lớn, rồi nhào cả xuống ruộng mà bỏ chạy thục mạng đi. Tuân đến gần sư phụ mình, khẽ nói nhỏ: "Con làm đúng y như lời thầy dặn rồi. Hiện tại kỳ tinh đã dính trận pháp của mình, nên không thể thoát ra khỏi khu vực đó." "Tốt lắm. Bây giờ con cầm kiếm gỗ lên đi, chúng ta cùng nhau tấn công nó, tranh thủ lúc nó sơ hở, lẻn ra phía sau để khai mở con rối. Kỳ tinh bây giờ đã lộ nguyên hình, trận pháp giam giữ này cũng chỉ có thể phát huy trong một thời gian nhất định. Phải tranh thủ thiệt nhanh trước khi gà gái canh đầu." Thầy Hai dứt lời thì tay cầm kiếm gỗ cùng đệ tử xông nhanh vào kết giới. Kê tinh gầm lên một tiếng, khói bụi trong trận địa bay lên mù mịt, làm giảm đi tầm nhìn của hai thầy trò. Một luồng âm khí phóng đến nhanh như điện xẹt. May thay, thầy Hai đã kịp bắt ấn để tạo ra vòng bảo hộ. Dù chỉ kéo dài được 2 giây, nhưng cũng đủ để phòng thủ đợt tấn công. Ở phía bên tay phải, Tuân bị bụi đất bay vào mắt
chỉ có thể che tay lên để chống đỡ. Vừa bỏ tay xuống, trước mặt liền lóe lên một tia sáng màu xanh xộc thẳng vào người. May mắn thay, nhờ sự nhanh nhẹn của mình, cậu kịp nhảy sang một bên để né đòn chí mạng của Kaitin. Nhưng chưa kịp vui mừng thì ngay sau đó, hàng loạt tia âm khí tiếp tục lao vút về phía Tuân. Thầy hai đứng gần đó, thấy đệ tử gặp nguy hiểm, hai tay thu lại ấn chú, rút ra một lá bùa hóa lửa rồi ném vào trong không trung. Ngay lập tức sương mù do bụi đất tạo nên liền tan biến đi mất. Tầm nhìn khi không còn bị cản trở nữa, Tuân bớt phần nào sự e dè, lăn lộn mấy vòng trên đất với ý định lẻn ra phía sau con quỷ. Nhưng có vẻ như cậu đánh giá chưa đúng thực lực đối thủ của mình. Kaitin đưa cặp móng vuốt sắc nhọn lao đến chỗ người đệ tử của thầy hai với một tốc độ rất nhanh. Tuân chỉ kịp giơ kiếm gỗ lên để đỡ thì đùng một phát, cả cơ thể mình bị đánh mạnh văng xuống dưới con kinh ở dưới đê, trong miệng phun ra ngụm máu. Pha ra đòn của Kaitin vô cùng mạnh, nhưng trong cái rủi có cái may. Đòn đánh vừa rồi, Tuân đang đứng ở chỗ sát kết giới trận pháp, nên khi bị hất ra thì rơi xuống nước. Kaitin theo lực phản chấn thì giật ngược trở lại giữa trận. Thầy hai trong lòng dù đang xót đệ tử, nhưng nhận thấy cơ hội cũng không muốn bỏ lỡ. Liền cắn tay chảy máu, vẽ huyết chú. Thanh kiếm gỗ sáng trực lên màu vàng, trở nên mạnh mẽ linh lực hơn. Thầy hai nhanh như cắt liền lao đến gần, rồi chém sượt ngang eo con quỷ một nhát. Kaitin do bị kết giới phản ứng nên không kịp đề phòng pha đánh lén, vết thương bị chém trúng, tinh khí liền thất thoát ồ ạt ra. Kaitin gầm lên một tiếng, thanh âm bộc lộ sự giận dữ, muốn lao thật nhanh vào thầy hai để mà xé xác ông. Trong trận bây giờ chỉ còn mỗi thầy hai và con quỷ, cho nên mục tiêu chính của nó chỉ có một. Kaitin dồn quỷ lực vào tay, không ngừng công kích kẻ thù trước mặt. Thầy hai cũng không chần chừ, lập tức bắt ấn đáp trả. Tinh lực của thầy pháp và quỷ lực của Kaitin giằng co nhau dữ dội. Nếu bây giờ người đang đứng kia không phải là thầy hai thì có lẽ tính mạng đã chẳng còn. Sau hàng loạt công kích từ xa nhưng vẫn chưa hạ gục được thầy hai, Kaitin linh trí quyết định chuyển sang tấn công trực diện. Nó đưa đôi móng vuốt của mình ra, lướt nhanh như gió đến gần cào cấu vị thầy pháp. Nhưng thầy hai cũng không phải dạng vừa, tiếp tục ném bùa thi triển đạo thuật. Kéo dài hơn mấy phút, bên trong âm khí cùng với linh lực quyện vào nhau dày đặc. Dù miêu tả thì có vẻ chậm, nhưng thực chất trận chiến đang diễn ra với nhịp độ rất nhanh. Con Kaitin một lần nữa bay đến chỗ thầy hai. Ông liền dứt khoát lấy chân vẽ một đạo bùa xuống đất. Khi nó chỉ vừa lướt thân ảnh qua thì ngay lập tức những dòng chữ chú pháp hóa sáng phát nổ lên, khiến cho Kaitin văng ra xa vài thước. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó chưa đủ để hạ gục được con quỷ. Nó gầm lên một tiếng vang động rồi tiếp tục đứng dậy, đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn vào thầy hai, như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đứng trước mặt. Thầy hai dù đạo pháp cao thâm, có thể chống trả trong một khoảng thời gian, nhưng suy cho cùng ông cũng là một người bằng da thịt, sức lực đương nhiên không thể sánh bằng một con quỷ sắp sửa hóa tinh. Tay chân ông già run rẩy, gương mặt khắc khổ hiện lên nét hiền từ, đứng đó bất động như thể muốn buông xuống với cái chết sắp diễn ra. Còn Kaitin nhếch mép cười. Bản thân nó cũng biết rõ thầy hai đang dần kiệt sức. Chú pháp mà ông vẽ dưới đất khi nãy chỉ để cầm cự được trong phút chốc. Sau pha vừa rồi, nghiễm nhiên sức khỏe đã tiếp tục giảm kiệt. Con quỷ như không muốn bỏ phí cơ hội, liền gồng mình hấp thụ lại tất cả số âm khí mình đã thải ra trong trận, bao bọc cuồn cuộn quanh bóng ảnh, dồn toàn bộ sức mạnh mà lao thẳng đến chỗ thầy hai một lần nữa. Vậy thầy pháp chính nghĩa ấy không sợ cái chết, chân vẫn đứng vững như bàn thạch, chờ đợi Kaitin đang lao đến như giông bão
Ông chỉ nhẹ nhàng lấy trong túi vải ra một con ấn cũ kỹ hình con hạc. Đây chính là món pháp bảo mà khi còn sống sư phụ của ông vẫn hay dùng để trừ tà diệt ma trong suốt quãng đời hành đạo của mình, và trước khi mất đã truyền lại cho thầy hai. Con ấn này mang bên trong một sức mạnh to lớn mà giới huyền môn ai nấy cũng đều thèm thuồng muốn sở hữu. Riêng với thầy hai, để tỏ lòng kính trọng ân sư, ông chỉ xem nó như một món đồ kỷ vật, sợ sơ suất sẽ làm tổn hại đến con ấn của thầy mình, nên hầu như chưa từng đem ra sử dụng. Thế nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, không thể không dùng. Không phải thầy sợ chết, mà sợ rằng nếu như bây giờ mình ngã xuống thì kết giới giam cầm con quỷ không còn hiệu lực. Lúc đó kỳ tinh sẽ thoát ra ngoài, gây hại cho bà con, khiến cho không biết bao nhiêu người phải chết vô tội. Cho dù đệ tử của ông cũng rất giỏi bùa thuật, nhưng suy cho cùng cũng không phải là đối thủ của con quỷ chuẩn bị thành tinh này. Thầy hai lẩm nhẩm những câu chú ngữ mà trước kia sư phụ đã chỉ riêng cho mình. Ông giơ con ấn lên cao, một luồng ánh sáng vàng từ bên trong tỏa ra ngoài, hợp thành những dòng chữ tiếng Nôm linh ứng quấn quanh cơ thể của thầy hai. Lúc này ông cảm nhận được rất rõ người mình nhẹ như bông, một cảm giác vô cùng thanh thản, giống như đang được những cơn gió dịu mát thổi vào người. Con quỷ vẫn lao đến như tên bắn, nó tưởng rằng đã chạm đến được người thầy hai, thì đột nhiên một tia sáng hào quang phát ra từ người ông, bảo hộ thành một bức tường kết giới dày đặc linh lực, sau đó va chạm thật mạnh với quỷ khí của Kê Tinh, tạo ra một vụ nổ rất lớn bên trong trận địa, khiến cho tầm nhìn của tất cả nhòe đi trong khoảng 5 giây. Còn về Tuân, cậu đang bò lên trên bờ sau khi bị đánh văng xuống nước. Từ bên ngoài nhìn vào bên trong kết trận, Tuân thấy thầy đang ngồi quỵ xuống đất, thần thái vô cùng mệt mỏi. Ở đối diện cách hơn 15 thước, Kê Tinh quỷ ảnh chớp nhá, âm khí bị hao tổn khá nhiều sau pha va chạm vừa rồi. Tưởng rằng tổn thương đó sẽ khiến cho Kê Tinh bị khuất phục, nhưng không ngờ, mặc dù đã yếu đi rất nhiều, con quỷ vẫn tỏ ra vô cùng hung hãn, gương mặt đầy dữ tợn, nhè hai cái nanh dài ra, chậm chậm di chuyển đến chỗ của thầy hai. Mắt thấy sư phụ đang gặp nguy hiểm, Tuân lao vào kết giới để quyết tử với nó. Mới chỉ vừa nhấc chân lên, bên tai cậu đột nhiên vang lên một giọng nói: "Mau lập bát quái tứ linh trận, cứ để thằng thiệt độc đấu như vậy, nó sẽ gặp nguy hiểm đó." Tuân bất ngờ xoay xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia, nhưng chẳng thấy ai cả. Cậu nhìn lại vào kết giới, liền hoảng hồn khi thấy con Kê Tinh đang tiến tới gần chỗ sư phụ rồi. Sau khi được chỉ điểm, Tuân đầu óc như được giác ngộ, đọc nhanh bài chú mở cửa trận, rồi xông vào bên trong kết giới. Tài bắt một ấn chú cấp nhất bắn về phía con quỷ kia. Đòn tấn công đương nhiên chẳng hề hấn gì so với Kê Tinh, nhưng đã thu hút được sự chú ý của nó. Con quỷ trông thấy người đệ tử đã quay trở lại, quái diện liền tỏ ra khó chịu, bắt đầu vung quỷ khí đánh về phía Tuân. Cậu lách người né đòn, cho dụ Kê Tinh đuổi theo sau mình sang hướng khác, miệng nói lớn về phía thầy hai: "Thầy ơi, bắt quái tứ linh trận!" Như bừng tỉnh sau khi nghe câu nói của đệ tử, thầy hai giật mình, tâm trí liền khai thông: "Ta hiểu rồi, việc đó giao cho con, Kê Tinh để cho thầy." Tuân đang liên tục chạy không dám ngừng bên trong kết giới. Kê Tinh ở phía sau, tay vung âm khí mà tấn công. Cũng may, nếu không nhanh nhẹn, có lẽ Tuân đã bỏ mạng từ lâu. Từ phía đằng kia, thầy hai giơ cao con ấn hình hạt, miệng niệm chú khai linh lực, yểm trợ cho đệ tử chạy đi. Kê Tinh vô cùng tức giận, lại quay trở lại tấn công thầy hai. Ông chỉ khẽ nở ra một nụ cười như đúng ý, rồi miệng liên tục không ngừng niệm chú đáp trả. Tuân liền tránh vào một góc, mở cái túi vải trên người, lấy ra bốn cái cọc tre nhỏ, bốn cái bát quái, một cuộn chỉ to màu đỏ và thêm một con rối vải đang bị che mắt.
cậu cắm 4 cây cọc tre xuống đất, dựng đứng mỗi cái bát quái và cọc tre theo hướng đông tây nam bắc, úp mặt đối diện nhau, dùng chỉ đỏ cột cố định chúng lại. Xong các bước, Tuân đặt con rối vào chính giữa trận đồ. Dưới mặt kính mỗi chiếc bát quái đều hiện rõ hình con rối ở bên trong. Tuân xong xuôi mọi thứ, nhìn về phía sư phụ mình. Thầy hai cùng Kê Tinh vẫn đang giao đấu kịch liệt, chẳng rõ đây là hiệp thứ bao nhiêu trong đêm nay. Thầy hai dù đang chiến đấu, nhưng những đoàn bùa chú của ông tung ra cũng chỉ muốn câu kéo thời gian của Kê Tinh. Còn con quỷ lúc này chưa hề biết được ý định của ông thầy, vẫn cứ toàn tâm điên cuồng mà tấn công. Bản thân của Kê Tinh hiện tại quỷ lực cũng tiêu hao rất nhiều, vô tình khiến cho thời gian trở nên dài thêm. Thầy hai ngó mắt thấy Tuân đã bày xong trận pháp phía sau lưng con quỷ, cách tầm vài chục bước chân, mới yên lòng mà đánh thật và bắt đầu triển khai những áp thuật cấp cao trong con ấn. Nguồn linh lực tỏa ra mạnh mẽ, khiến cho Kê Tinh như bị bóp nghẹt quỷ thể, rú lên những tiếng ghê rợn. Thầy hai tiếp tục niệm chú, cho đến khi từng dòng chữ linh xuất hiện vây quanh cơ thể mình. Con quỷ phun ra vài luồng âm phong tấn công, nhưng đối mặt với bức tường bùa chú của con ấn hạt, chúng đều trở nên vô dụng. Kê Tinh thoáng nhận ra món pháp bảo trên tay thầy hai. Trước kia nó đã từng giao đấu và từng nhận thất bại, khiến cho bản thân bị phong ấn trong con rối suốt hàng chục năm trời. Kê Tinh khẽ chùn bước, quỷ diện thái độ trở nên có chút kiên dè. Thầy hai cũng nhận ra điều đó, nên chấp pháp tiếp tục tấn công con quỷ. Trái ngược hoàn toàn với sự hung hăng cách đây ít lâu, Kê Tinh dần bị ép ngược về phía sau. Nó muốn bỏ chạy khỏi đây, nhưng chỉ vừa mới chạm tay vào kết giới liền bị linh lực đánh văng ngược xuống đất trở lại. Thầy hai chiếm thế thượng phong, tung ra một đòn pháp chú cấp tam của con ấn. Một nguồn ánh sáng đỏ trực như mặt trời phản chiếu xung quanh. Bên trong con ấn mờ ảo hiện ra hình ảnh một con hạc phát sáng hào quang, đôi cánh rực rỡ như lửa thiêng lao thẳng về phía Kê Tinh. Con quỷ chỉ kịp rú lên một tiếng, quỷ lực chưa kịp tích tụ để phòng thủ thì đã bị trúng đòn bay mạnh về phía sau. Thân ảnh Kê Tinh khi lướt ngang chỗ trận bát quái tứ linh do Tuân bài trí liền bị giữ lại vào bên trong. 4 chiếc bát quái như cảm thụ được quỷ khí mà xoay nhiều vòng liên hồi. Mặt kính bắn ra một luồng ánh sáng xanh ngọc, kết hợp lại tạo thành những chiếc xích khổng lồ trói chặt toàn bộ cơ thể Kê Tinh. Kê Tinh gầm lên một âm thanh vang trời, như thể lần cuối cùng được sự tự do của mình. Quỷ ảnh chớp nhoáng thu nhỏ lại rồi bị hút vào trong con rối. Trong khoảnh khắc quỷ hồn bị kéo vào tờ mờ, xuất hiện 3 đốm sáng nhỏ bay ra hướng về trong xóm. Mà sau này mới biết đó chính là linh hồn của bà Hào, của Linh và thằng Toản bị Kê Tinh hại chết và giấu bấy lâu nay. Đến tận lúc này khi con quỷ bị phong ấn, họ mới có thể thoát ra trở về nhà. Tuân nhanh chóng tiến tới, kéo miếng vải che mắt con rối xuống, mừng trở chạy đến chỗ sư phụ mình. Thầy ơi, chúng ta thu phục được Kê Tinh rồi. Thầy hai chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu với người đệ tử, rồi toàn thân ngã xuống đất ngất đi do kiệt sức. Trong lúc này, gà cũng đã gáy canh đầu tiên. 3 ngày sau, khi xóm làng trở lại với cuộc sống yên bình như trước kia, ông Hào nhờ sự giúp đỡ của thầy hai nên đầu óc không còn mụ mị nữa. Nhận ra sai lầm của mình, ông tỏ ra vô cùng ân hận. Chứ vì đam mê cờ bạc đá gà mà chuốc họa vào nhà. Để rồi sau tất cả, ông phải đổi bằng tính mạng của người thân mình. Ông đem hài cốt vợ con lên chùa gửi, một thời gian sau cũng xuống tóc xuất gia, như muốn chuộc lại tất cả lỗi lầm của bản thân, cũng như để buông bỏ mọi thứ đau thương của trần gian bỏ lại sau lưng. Thầy hai sau khi thu phục xong Kê Tinh, nằm mê man hơn một ngày mới tỉnh lại. Trong những ngày chăm sóc cho sư phụ, Tuân có kể về việc nghe thấy một giọng nói lạ bên tai
chỉ điểm cho mình khai mở bát quái tứ linh trận. Nghe xong đầu đuôi, thầy hai kẻ rơi nước mắt, móc trong túi giải ra con ấn hạt, đặt lên cao rồi vái lại. Quá ra đó là giọng nói không ai khác, chính là của sư phụ thầy hai, và cũng là sư tổ của Tuân. Không ngờ đạo hạnh của ông ấy rất cao, khi còn sống đã bấm quẻ tính được việc sau này truyền nhân của mình sẽ gặp nguy hiểm nếu như kỳ tinh thoát khỏi phong ấn, nên trước khi mất đã tạo ra một loại thuật để khi chết đi, một phần nhỏ linh hồn của ông sẽ nương vào con ấn hạt mà giao lại cho thầy hai. Nếu như sau này gặp chuyện nguy hiểm, đệ tử của mình kích hoạt con ấn, thì linh hồn nhỏ đó của ông sẽ hiện ra chỉ điểm cho một việc. Mặc dù rất cao siêu, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một phần mười của linh hồn chính, nên phần hồn nhỏ của sư phụ thầy hai không thể hiện hình trợ chiến được. Và cái giá phải trả cho loại thuật này là không thể đi siêu sinh nếu như quỷ mệnh kê tinh vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Nghe thầy hai phân tích đến đó, Tuân cũng bật khóc, càng quyết chí theo con đường hành đạo để sau này được giống như sư tổ và sư phụ mình, cứu dân giúp đời. Khi cơ thể đã hoàn toàn khỏe mạnh, thầy hai nhanh chóng cùng người đệ tử của mình trở về Trà Vinh, quay lại tỉnh thất ở ẩn để tiếp tục nhiệm vụ canh giữ con rối đang phong ấn kê tinh ở bên trong. Hơn 20 năm trôi qua, thầy hai lúc này đã già lắm rồi. Ông bấm tay tính độn, nhận ra 12 giờ đêm nay chính là thời điểm tròn 100 năm của con rối. Tính từ lúc sư phụ mình lần đầu tu phục được và canh giữ hơn 80 năm. Lộ khụ cùng người đệ tử của mình đến chỗ đất quan không ai lui tới, để con rối cho một vòng tròn được sâu lại bằng những lá bùa, lập ra một đàn phép đầy đủ bùa chú, chính diện đặt con ấn hạt của sư phụ. Thầy hai thắp 3 cây nhang cho mình và 6 cây nhang đưa cho Tuân, rồi chắp tay khấn. Thưa sư phụ, hôm nay là 27 âm lịch, cũng là ngày tròn thời điểm 100 năm mà thầy đã đặt ra. Trước tiên con xin cảm ơn thầy. Cho dù đã tạ thế, nhưng vẫn lo lắng cho đứa đệ tử và đệ tôn này. Để rồi linh hồn mắc kẹt ở lại nơi âm thế suốt mấy chục năm, không thể rời đi. Bây giờ chính là lúc sư phụ có thể thanh thản mà siêu thoát, không cần vướng bận gì nữa rồi. Thầy hai cùng Tuân làm nghi thức xong thì cắm nhang vào chiếc lư. Tay ông giơ cao chiếc ấn hạt lên trời, nhắm mắt tịnh tâm, miệng lẩm nhẩm đọc một bài chú dạy. Trên trời đột nhiên vang vọng tiếng sấm, và ngay sau đó hàng loạt tia sét giáng xuống, đánh thẳng vào con rối được đặt cách đối diện bàn lễ hơn 20 thước. Âm thanh cuối cùng cũng tắt đi, trả lại không gian quang cảnh u ám giữa đêm. Nhìn vào con rối bây giờ đã hóa tàn tro, thầy hai cùng đệ tử mới thực sự nhẹ nhõm trong lòng. Khi đã hoàn thành lời nguyện tiêu diệt kê tinh hại người, sức khỏe thầy hai cũng dần yếu đi do tuổi già. Biết mình không còn nhiều thời gian nữa, mới gọi Tuân vào, giao lại toàn bộ bùa chú, pháp khí, lẫn ấn hạt cho Tuân. Đồng thời ông còn đưa cho người đệ tử mà mình xem như con ruột một quyển sổ có ghi chép hầu hết toàn bộ các chú ngữ, trận pháp của mình trong suốt cuộc đời hành đạo. Ân cần dặn dò cậu về đạo lý làm người, đối nhân xử thế. Ông bảo rằng khi mất đi, muốn được chôn cạnh sư phụ mình, và muốn Tuân tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, để tiếp ước nguyện giúp đỡ cho bá tánh thoát khỏi những chuyện về tâm linh quỷ sự. Tuân nước mắt chảy dài, nắm chặt tay thầy hai, vì biết có lẽ đây là lần cuối mà anh và sư phụ tâm sự. Câu nói trên môi thầy hai còn chưa trọn, ông đã trút hơi thở cuối cùng. Ông ra đi thanh thản, nhẹ nhàng
không chút luyến tiếc. Tuân nước mắt nghẹn ngào, ôm lấy thân xác thầy mình mà bật khóc nức nở. Sau khi thầy hai mất đi, Tuân ở lại tỉnh thất thêm 3 năm để tang ông. Giờ đây chữ hiếu chữ nghĩa đã tròn, Tuân khăn gối lên đường, tiếp tục viết thêm câu chuyện hành đạo giúp người còn đang dang dở của sư phụ. Ở tuổi đời 43, với tính cách cương trực, sự thông minh sáng dạ của mình, cùng với những chú pháp chân truyền của thầy để lại, Tuân đã trở thành một vị pháp sư đạo hạnh cao thâm. Và trong tương lai gần, Tuân chính là người thầy pháp ra tay giúp đỡ Thiên và Tiến đòi lại một món nợ từ những kẻ bất lương. Những kẻ ấy vì đồng tiền và vì sự ham muốn tội lỗi mà quỷ hoại cuộc đời của một vong hồn cô gái trẻ đáng thương trong câu chuyện Đòi Nợ Giúp Ma của sau này. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Thầy Pháp Diệt Họa Kê Tinh, một sáng tác của Lâm Thanh Thừa. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.